Nhận lời mời của Bộ trưởng Châu Âu và Bộ Ngoại giao Pháp Catherine Colonna, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Cộng hòa Pháp trong các ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 6. Tại hội đàm với Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Pháp, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức diễn đàn đa phương đặc biệt là liên hợp quốc và thúc đẩy khuôn khổ đối tác chiến lược asean eu Tại cuộc gặp và làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm và thực hiện các cam kết quốc tế của mình để đóng góp thực chất hiệu quả hơn nữa vào công việc chung của UNESCO. UNESCO cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng thúc đẩy các hồ sơ di sản, cũng như hỗ trợ việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới đã được UNESCO ghi danh. Cũng trong ngày 5 tháng 6, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp cộng đồng người Việt tại Pháp.